Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là thứ sáu, cũng dịp chuẩn bị cuối tuần, thì hai cha con nhà mình sẽ giới thiệu các bạn một cái bãi biển, bãi tắm gần nhà mình, cách nhà mình khoảng 7 cây số. Đó chính là bãi tắm ở Bình Thạnh, Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Đây là một cái bãi tắm mà có thể nói là độc nhất vô nhị của Việt Nam. Bãi tắm thì không lớn lắm nhưng mà rất đẹp. Và đặc biệt nơi đây ngoài cái cảnh quan biển đẹp thì là nơi mà có cái sỏi nhiều nhất Việt Nam. Đây, cha con mình đã xuống đến nơi. Đường đi thì cha con mình đi đường sau đó xuống cái khu tắm chỗ nhà nghỉ Minh Thư. Bây giờ xuống cái bãi tắm này, đấy, đập vào mắt chúng ta là toàn sỏi là sỏi thôi. Ở dưới thì là biển xanh biếc với bãi cát rất đẹp, trắng, sạch. Và ở trên là cả một dọc bờ biển gần 1 km là sỏi không là sỏi. Mùa này là mùa gió cho nên là sóng biển cũng có lúc mạnh, nó đẩy cái sỏi này lên rất cao, từ trên xuống đến mép nước á, là cũng mấy chục mét sỏi, cái chiều cao của nó cũng lên đến 7-8 mét. Đây chính là cái khung cảnh mình sẽ giới thiệu cho các bạn, mời các bạn cùng theo dõi và có điều kiện các bạn ghé thăm và tắm biển ở nơi mình đang sống. Đó là bãi biển Bình Thạnh, Tuy Phong, Bình Thuận. Có nơi thì người ta gọi đây là bãi đá 7 màu, nhưng mà thực chất đây là sỏi các bạn ạ. Tất nhiên sỏi cũng từ đá cuội mà ra thôi. Đây, mình sẽ quay toàn bộ cái khung cảnh của cái bãi tắm và bãi sỏi độc nhất vô nhị của Việt Nam. Hôm nay là thứ sáu cho nên khách du lịch cũng ít. Nhưng mà cái khung cảnh này phải nói là cực kỳ đẹp. Buổi chiều này cha con mình một tuần cũng ra đây vài lần và tắm biển cộng với ra đây tập thể dục thì quá lý tưởng. Hôm nay trời nó hơi âm u cho nên cái quay nó không được sáng lắm. Rồi mời các bạn cùng đi tham quan bãi tắm và bãi sỏi độc nhất vô nhị của Việt Nam nhé. Nói chung tắm mà ở dưới là biển, bãi cát và ở trên là sỏi cực kỳ sạch sẽ thế này thì phải nói là tuyệt vời các bạn ạ. Mình tắm cũng rất nhiều chỗ rồi nhưng mà phải nói là ở nơi đây thì cái chỗ tắm phải nói là rất đẹp và rất sạch, sỏi nhiều, sạch, rất lý tưởng. Chúng ta có thể ngồi trên đây ngắm cảnh biển cũng cực kỳ sạch này. Sỏi ở đây thì người ta nói là 7 màu nhưng thực chất ở đây là rất nhiều màu các bạn ạ. Đây, rất nhiều loại màu sỏi khác nhau, khi mà có nước vào này sỏi bóng lên nhìn cực kỳ đẹp luôn. Ngày xưa thì người dân và một số nơi người ta vẫn cứ lấy sỏi này để người ta làm trong xây dựng nhưng hiện nay thì cấm hết rồi. Nay là khu du lịch thì cũng làm khá nghiêm ngặt. Cấm. Không cho lấy sỏi. Đây là một cái biện pháp rất kịp thời để bảo vệ cái bãi sỏi của quê hương và bảo vệ cái khu du lịch độc nhất vô nhị của Việt Nam.
Khách du lịch đến đây thì cũng nên để ý, chúng ta cũng không nên lấy sỏi, vì mỗi người lấy một ít thì cái lượng sỏi nếu tích lại thì nhiều người thì cái lượng sỏi ở đây cũng sẽ bị suy giảm đi. Cho nên du khách đến đây chúng ta cũng chỉ ngắm để thưởng thức và để cho thế hệ sau chúng ta được thưởng thức cái bãi sỏi này.